Did I end up when we got to? Okay. Now, come back here. Okay. Mở tay ra khỏi mồm bắn chứ. Thèm nước. Nước á? Đi kìa, đi con nước nữa đi. Rót kìa, hẹp đầy. Đoạn nào? À đây, đoạn này đúng không? Ok, this one. Ok, tiếp nha. Hello. Ờ. Ờ trời ơi. Chính chiếu. Em đã bị làm sao? Ok. Mạng của cô giáo bị chậm rồi, nó báo là Nguyễn Minh Hằng cái gì snow gì ấy. Snow. À, slow, chậm ấy à? Sao em không được thông báo nhỉ? Bình thường là em được thông báo. Đây nó hiện lên là cái gì Nguyễn Minh Hằng snow mét cái gì đấy. À. Có thể là mạng nó chậm nên mở ra nó hơi chậm. Không, không phải mở ra chậm đâu chị ạ, đấy là tại ấy đấy, tại cái phần mềm của em nó bị thế. Còn em là sai PowerPoint nhỉ? Dạ vâng ạ. Đã thỉnh thoảng mà nó ấn nhiều quá nó bị thế. Đây, rồi, this one. Đấy, nó lại bị rồi. Ờ, ấy thì cô cứ khởi động lại máy được, chắc là nó hết đấy. Không, không, không phải đâu chị ạ, bởi vì em không hiểu tại sao. Ok, rồi đợi xíu nhé. Rồi, ok, được rồi. Ok, ok. Hello, class. My name's Miss Joan. Hello class, my name is Joan. Giáo okay. Giới thiệu đấy. Tôi tên là yeah, tiếp. Jones, ok. Oh, who's this? Bạn nào đây đúng không? Who is this? Yeah, who is it now? He's my cousin. He's my cousin. He's my cousin. Cousin. My cousin. À, đây là em trai của con đúng không? À, sorry, em họ. Em họ. Em họ tức là không có quan hệ huyết thống đâu nhé, không phải em ruột đâu nhé. Họ hàng ấy. Ok, he's my cousin. Billy. 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 Tên em ấy là Billy đúng không? Billy. Giọng như thế đi. Billy. 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 Hi. Billy. Chào Billy nào. Hi Billy. Hi. Billy. Ok, tiếp nha. How old are you? How old are you? Oh. Cô này đọc hơi nhanh nhỉ? Cô John này cô đọc hơi nhanh. Đó, cô đọc câu nhanh quá. How old are you? I'm two. I'm two. Hai tuổi đúng không? I'm two. Sorry. Come on, Billy. I'm sorry. Come on, Billy. Come on, Billy. Come on, Billy. À, đến đây nào Billy. Goodbye. Goodbye. Ok. Rồi. Rồi, đúng rồi. Nghe giọng mình. Ok, now. How old are you? How old are you? Con bao nhiêu tuổi rồi? How old are you?
How old are you? I'm. Vừa nãy bạn kia I'm too đúng không? Bảy á. Bạn kia I'm too thì nguyên bao nhiêu? Nguyên bao nhiêu? I'm 6. 7. I'm 7. Ok. 6 là 6 đúng không? 7. I'm 7. Rồi. Tiếp nha. I'm 7. Ok. So come here. Ok. Rồi, thế hôm nay mình học hai câu hỏi là câu gì đây? What's your name? Rồi, tên con là gì? Nguyên nhỉ? Con sẽ trả lời là gì đây? My name is Nguyên. Nguyên. Tên con là Nguyên đúng không? Rồi lại nhá. Rồi câu hỏi này, What's your name? Trả lời đi con. My name is Nguyên. Ok, thế bây giờ con hỏi ngược lại cô nào. Con hỏi cô tên gì? What's your name? Okay, my name is Moon. Okay? Moon. Okay. Yên nha. My name is. Okay, my name is Rosie. Rồi, how old are you? How old are you? Okay. Nào bây giờ đọc nhá. Đọc. I'm 6, I'm 7. I'm 7. Rồi đọc thử câu này nhá. Đọc hộ câu này nè. What's your name? My name is Rosie. Okay. Rosie. Rồi, thế còn đây nhá. How old are you? Ok. Khi mình trả lời tuổi mình sẽ nói là gì? I'm two. Ok, I'm two. Đúng rồi, tiếp tục nhé. Đây chỉ là đọc thêm mà. Rồi, thế hôm nay mình học hai câu hỏi này nhá. Hỏi tên và hỏi tuổi. Ok. Một cái là hỏi tên, what's your name? Và một câu hỏi là hỏi tuổi. How old are you? Ok. Rồi. Tiếp tục nào. Rồi. Thế bây giờ Nguyên làm. Ok. Nào Nguyên thích bạn áo vàng hơn bạn áo xanh hơn nào? Thích bạn áo nào? Ồ, thế con áo đang còn đóng vai mà. Đúng rồi, đóng vai. Con thích bạn không phải là không phải là tí nào. Bạn nào? Ừ, đóng vai bạn nào á? Áo vàng. Áo vàng. Thế bây giờ con làm bạn áo vàng nhá. Con làm bạn áo vàng, cô làm bạn áo xanh nhá. Rồi, thế con bắt đầu trước nào. Bắt đầu đi. Chữ gì đây? Hello. What's your name? Okay. My name Peter. What's your name? Cô lại hỏi ngược lại tên con là gì đấy? My name is John. Ok. Rồi. Được, ngược lại nhá. Bây giờ đổi vai nào. Bây giờ cô là bạn áo. Cô là bạn áo vàng, còn con là bạn áo xanh nhá. Cô là bạn áo vàng này. Hello, what's your name? Trả lời đi. My name is Peter. No, con thể đọc là Peter cũng được hoặc là Pete cũng được. Pete. My name is Pete. What's your name? Pete. What's your name? Okay, my name's John. Thích bạn áo vàng hơn. Okay, thích bạn John hơn. Okay. Rồi. Now practice nha. Okay. Okay, come back here.
Rồi. Nào, come back here. Rồi, đọc cô câu này nhá. Những câu này nè. Tự đọc nè. Nói. Hello. Hello. What? Good. Hello. What? What? Your name. What's your name? Okay. So this one. My. My name is Rosie. My name Rosie, right? Rosie. Rồi, tiếp tục câu này. Đâu cơ mà? My name is Tim. Okay, very good. Rồi, hello class. Class. My name is Jones. Who is this? Who's this? Okay. Who's this? Rồi, tiếp tục nào. He. Chưa nhận. À đây. He's my cousin. Billy. Okay. Nào, thế cô chào nào. Hi. You. How? Cô hỏi tuổi. Are you? Okay. How tall are you? Okay. So next one here. I'm. How old are you? I'm sorry. I'm two. Okay. I'm sorry. Goodbye. Rồi, bây giờ thử bài okay. Okay, come back here. Rồi, mình có bốn cái tên ở đây đúng không? Rồi, mình có bốn cái tên ở đây. Ok, thế bây giờ cô sẽ hỏi. Bây giờ con thử, bây giờ làm con làm Zuri, Rosie, con làm Tim, con làm Billy and Miss John nhá. Rồi, what's your name? Rồi, con làm Rosie. Con làm Rosie trước nè. My name is... con là Rosie đúng không? Bây giờ cô đang hỏi là what's your name? My name is Rosie. Rồi, what's your name? My name is Tim. And then here, what's your name? Billy. Okay. And what's your name here? Miss Jones. Miss ở đây là cô nhá. Miss ở đây là cô. Miss ở đây là cô. Cô Jones. Okay. Tức là tên của cô này chỉ là gì thôi? Jones. Okay. Được rồi. Tiếp nha. Ok, vậy thì hôm nay mình học hai câu hỏi là gì nhỉ? Hai câu hỏi. What's your name? What's your name? Rồi hỏi Nguyên này, what's your name? My name is Nguyên. Ok, rồi how tall are you? Bao nhiêu tuổi? I'm seven. Rồi bài này dễ quá đúng không? Thế bây giờ ôn lại với bài trước nhá. Bây giờ mình có bao nhiêu cách chào nhỉ? Bao nhiêu cách chào? Rồi, hello. Nhiều lắm. Hello. Hello. Hi. Hi. Rồi, thế giờ chào buổi sáng. Rồi, rồi đến chào buổi sáng. Good.
Good morning. Good morning. Good afternoon, là gì? Trưa và chiều đúng không? Rồi, good night. Là chúc ngủ ngon. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chúc ngủ ngon. Good evening. Evening. Chính là bây giờ này là buổi tối. Thế buổi sau, lần sau vào gặp cô thì phải chào gì? Ngoài chào hai ra có thể chào gì? Chào good evening, đúng không? Rồi, tiếp nhá. Ok. Nào, thế tạm biệt cô thì nói gì? Tạm biệt cô. Nhìn như nào. Good. Bye. Ok. Thế còn gì nhỉ? Còn gì nữa? Bây giờ rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Rồi. Rồi, trả lời lại nào. Nice to meet you. Too. Nice to meet you too. Rồi, thì hôm nay mình học hai câu hỏi thêm đó là gì? What's your name? Rồi, và câu hỏi how old are you? Đúng không? Hỏi tuổi và hỏi tên đúng không? Rồi, vào trong trong cái bài đọc hôm nay mình có một cái câu đó là gì? Who's this? Bạn nào đây đúng không? Who's this? Who this? Rồi, bạn nào đây đúng không? Ừ. Và mình có bạn gì? Cousin là anh em họ. Anh em họ, anh chị em họ. Thế Linh có anh, nhầm Nguyên có anh chị em họ nào không? Còn bạn lần trước đúng không? Bạn lần trước tên Linh đúng không? Đúng không? Cái bạn tên Linh phải là cousin không? Có đúng không? Có đúng không? Anh chị em họ đúng không? Anh chị em họ. À, rồi. Thế còn là gì nhỉ? Hôm nay học gì nữa ta? Cousin. Anything else? Ngoài cousin ra còn gì nữa nhỉ? Rồi. À, còn nói xin lỗi thì nói gì? Xin lỗi. I'm sorry. Ok. Nào, lại đây thì nói nào. Lại đây này. Come on. Ok, come on. Ok. Nào, lại nhá. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Rồi, lại đây nào. Come on. Ok. Rồi. Come here, đúng không? Come here là lại đây. Rồi, thế còn gì nhỉ? Quên. Rồi, bạn cousin. Cousin là bạn gì? Anh chị em họ. Thế bạn My kia có phải cousin không? Không. Em thừa là con mà. Thế còn bạn nào anh chị em họ nhỉ? Có anh họ không? Cousin. Anh họ tên là gì? My name is His name. Anh ấy tên là His name is Dad. Rồi thế còn chị họ her name is chị họ nè. Chị Mai Linh, hai là chị Thúy Linh. À, chị Thúy Linh, cả hai chị tên Linh à? À, thế nói thử nào. Chị Mai Linh. Thế nói là her. Her name is. My Linh. Ok. Rồi, đến được rồi. Her name is. Thế còn cậu, nó đang hỏi cậu là gì? Cậu mẹ không biết hả cô? Cậu gì? Cậu á? Cậu tên Đạt á? Cái là sao? Cậu á? Her name là chị. Còn đâu his name đúng không? His name là anh, đúng không? Rồi, thế còn muốn hỏi cậu nè. Cậu à? Muốn hỏi cậu là gì ạ? Cậu tiếng Anh là gì á? Cậu là uncle. Cậu cũng tên là Đạt. Uncle. Rồi.
Uncle là cả chú, cả bác trai. Bác trai tức là cả tính bao gồm cả anh hoặc em trai của chị, của mẹ hoặc là bố. Tất cả gộp chung lại uncle. Uncle. Tức là bao gồm cả bác trai, cả chú, cả bác trai, cả cậu hết các kiểu gộp lại. Cứ miễn là anh hoặc em trai của bố thì gọi là uncle hết. Đó. Không chia ra nhiều kiểu Việt Nam. Ok. Rồi. Em mệt chưa? Buồn ngủ chưa? Bài hôm nay dễ không? Hôm nay chị học có hai tên đúng không? Hai câu hỏi là what's your name và how old are you đúng không? How old are you? And rồi, cách trả lời tên đúng không? My name is. Rồi, I'm 2, I'm 3, I'm rồi. Rồi, tức là hỏi tên tuổi đúng không? Rồi, và mình hỏi là who this? Ai đây đúng không? Và hôm nay mình học một người trong gia đình, đó là cousin. Cousin. Anh em họ, anh chị em họ, tất cả gộp lại là cousins. Ok. Và gì nữa? Hôm nay mình học nói xin lỗi. I'm sorry. Ok. Và lại đây. Lại đây nào. Come on. Come on. Come on. Rồi. Rồi, thế nhá. Thế giờ cho nghỉ sớm nhá. Được không? Nghỉ đi ngủ nhá. Rồi, xin chào cô. Good. Good night. Rồi. Good night. Chào cô là gì? Good. Goodbye. Goodbye. Ok, bye and see you again. On. Gặp lại con thứ mấy? Ba. Thứ ba. Rồi nhá. Ok. Bye bye. Goodbye. Ok. Bye bye. Ok. Bài này ngắn quá. Em ơi. Dạ. Chị hỏi. Con đi xuống đây. Nhà hỏi cô một tí. Em ơi, cái bọn này dạy viết khó nhỉ? Dạ vâng. Viết khó lắm. À mà đặc biệt là con chị là lên lớp 2 đúng không? Lớp 2 chị biết nhưng mà thấy nó khó. Nhưng mà chị là giáo viên lớp cấp 1 hay cấp 2? Chị cấp 2. À đấy, chị không phải giáo viên cấp 1. Đấy, mấy chị cấp 1 thì hướng dẫn dễ hơn. Nếu mà nó tập viết là bây giờ nó viết chính tả được dài rồi, nhưng mà không biết là nó viết tiếng Anh, tức là nó rất khó để học thuộc ấy, vì nó nắm từ nó dài quá. Không, thế thì không cần học thuộc. Bây giờ không cần học thuộc thì chỉ có cái là con viết thôi, cho con viết nhiều thôi. Đấy, em cũng chưa yêu cầu là con phải thuộc ngay. Để nó nhận biết được mặt chữ đúng không? Dạ vâng, để nó nhận biết được mặt chữ thôi. Với cả là chị cũng biết là mới lên cấp 2, mới lên lớp 2 đúng không? Lớp 2, đấy cũng rất khó là để viết được cả một từ dài. Đấy, giờ chỉ cần viết thôi, con viết được là đã tốt lắm rồi. Hôm qua học mấy bút modeling với bút thì nó loạn hết rồi. Đó, thế nên là em khá thì là khá dễ đấy, nhưng mà lại hơi dài. Đấy, khá dễ đúng không? Hơi dài. Đó, nhưng em mà... dạy đứa nào em? Đã có, em dạy một bạn nữa, cũng lớp 1. Thế nhưng mà bạn ấy thì lại kiểu bạn ấy thì mẹ bạn lại không quan trọng là có học được hay không. Tức là các bạn lớp 1, các lớp 2 thì dễ lắm. Chỉ cần học để kiểu, để tập nói, tập viết thôi. Tức lại cũng không quan trọng là con có thể thuộc được bao nhiêu từ. Đấy, thế nên là em có bảo là để kiểm tra các thứ thì đấy, phụ huynh bảo cũng không cần. Không cần lắm. Đấy. Đó, thế là chỉ học là để học cho vui, học thêm từ đấy. Nó mới học. Đó. Nó mới học. Cả mà thảo nguyên thì mất câu học thì cũng rõ biết được vài từ cũng tốt. Với cả là thực tế là bộ giáo dục là lên lớp 3 mới bắt đầu ấy mà chị. Lên lớp 3 mới bắt đầu học kiến thức. Đấy, nên bây giờ cho con học là cũng hơi sớm, nhưng mà cũng tốt thôi. Với cả là học bây giờ cũng chỉ là học để cho con biết cái kiểu nhận thức về một số các từ cơ bản thôi. Chứ còn vào lớp 3 lại học lại một lần nữa, trên lớp lại học lại một lần nữa những cái này, cũng những cái này. Đó, cái chương trình nó khác hơn thôi. Đó. Rồi.
cứ cãi nó thôi, nhưng mà như thế này là nó cũng biết biết được một số từ rồi. Dạ vâng. Thế nhưng mà vẫn cần, vẫn phải nhờ chị kiểu chị cũng phải theo dõi con. Đấy, phải cho con biết, tập viết. Thế nhưng mà cũng khó. À, có quyển vở tiếng Anh rồi, chị có quyển vở tiếng Anh riêng, xong là cho con viết khoảng một trang rồi dần dần nó nhận biết được mặt chữ. Dạ vâng, chứ mà bây giờ thì không ép con là con phải nhớ được từ này từ kia. Thì con chưa thể nhớ được, không, cũng không thể nhớ được ngay. Cũng khó, bởi vì ngày xưa lên lớp 3, ngày xưa thì là em bị học sớm mà bố mẹ bắt là phải viết từ. Kiểu ví dụ như là mỗi ngày mỗi từ này 3 dòng. Mỗi dòng cách nhau mỗi từ cách nhau khoảng độ 1 cm hay là gì đấy, một cái ô vuông ấy. Nên ngồi cứ tập chép thôi. Đó, tất cả hồi đấy thì em cũng rảnh. Đấy rảnh mà, bởi vì đi học chỉ có từ ở chọc ở trường xong về nhà cũng chả có bài tập. Thế là mẹ cứ bắt ngồi viết. Cũng viết thì cũng chả nhớ. Dạ em dạy tiếng Anh à? Không, không phải dạy tiếng Anh mà mẹ em chỉ bắt làm thôi. Mẹ em chỉ bắt làm thôi, mẹ cũng chả biết đấy là cái gì. Mẹ bắt viết đoạn này, viết đoạn kia. Thế là ngồi cứ viết thôi. Viết mà thậm chí là trong đầu chả biết đấy là cái gì cả. Thế xong rồi dần nó quen. Lên cấp 2 là em cũng không nghĩ đến việc là đấy luôn, bởi vì lên cấp 2 là em học đấy, tức là nổi bật luôn, tiếng Anh nổi bật luôn, nó khác hẳn luôn so với những bạn khác. Đấy là bởi vì là mẹ cho bắt ngồi chép tiếng Anh nhiều quá. Đó. Nhưng mà thực tế là nếu mà đấy là em, tại em hiền thì là mẹ em bảo gì em mới làm. Chứ còn mấy cái bạn mà bây giờ em thấy khó lắm, bây giờ bảo viết, ngồi viết là khó lắm, chỉ có điện thoại, máy tính các kiểu thôi. Ngày xưa thì em không có điện thoại. Nó xem nó. Đấy, ngày xưa là vấn đề của em là không có điện thoại, chả có điện thoại, chả có máy tính. Đấy. Thảo Nguyên dần dần nó cũng cởi mở hơn rồi. Dạ vâng. Nhưng mà cũng đỡ, hôm nay cũng không thấy cáu với em nữa. Bởi vì hôm trước không, tính không phải. Hôm trước chị bắt nó gọi là to ra mà. Đấy. Thì nó có mình ấy, không phải có cô. Đó, đó. Đó, nhưng mà hôm nay chị thấy bình thường rồi đúng không? Cũng bình thường mà. À không, bởi vì cái mạng của em nó cũng chập chờn. Em cũng không biết nữa. Ừ, mạng hôm nay bình thường. Cũng khá hơn là mấy hôm trước rồi, nhưng mà thỉnh thoảng nó còn vẫn... Giờ cô còn ca nào không? À, em còn một ca nữa, nhưng mà chưa thấy học sinh. À, hôm nay sớm quá. Rồi còn khoảng độ 10 phút nữa. Đấy em toàn dậy thôi rồi. Cô. Dạ vâng. Thế thôi nhá. Em chào chị nhá. À. Chị với con đi nghỉ. Ok. Thảo Nguyên goodbye chưa? Goodbye. 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 Rồi em chào chị nhá. Okay.